đang code một phần về hiệu ứng nhá, demo 3 là hiệu ứng va chạm. Thế thì để tạo một hiệu ứng va chạm chúng ta làm như này, chúng ta sẽ phải tạo vào cái scene của nó, đúng không? Bây giờ bạn sẽ tạo một hiệu ứng va chạm này, chúng ta sẽ chọn một cái đây đây effect này, particle system này, bạn cũng nhập lại cho thầy là không không đi không không. Không không. Bây giờ ta sẽ cấu hình cái va chạm này, đúng không? Thế thì cấu hình thì nó có rất nhiều chỗ để cấu hình. Thì chúng ta sẽ xem một số những cái tham số, ví dụ như kích về cái kích thước của nó, đúng không? Tham số đầu tiên là về kích thước. Thì bạn sẽ nhìn cái chỗ có chữ kích thước đầu ấy. Được nhỉ? Mở này ra, vào này render renderer, mở này xem nào. Thì bạn sẽ thấy có một cái chỗ liên quan đến phần kích thước này, min max này, min max đúng không? Ví dụ bạn muốn cho min nó nhỏ, đúng không, thì ta đặt là không chẳng hạn, đúng không? Max cho lớn hơn ta đặt là 0.5, hoặc có thể thay đổi cái này, đúng không? Có một này kiểu như vậy, đúng không? Một này. To lắm đúng không? Không. 0.5 này cũng to, này cũng to rồi đúng không? Tùy các bạn ấy, bạn muốn hiệu ứng nó thế nào chúng ta để đúng không? Được thế đúng không? Thế là ok rồi. Đấy, chúng ta có thể thay đổi về mặt kích cỡ nhé. Thay đổi mặt kích cỡ này. Rồi chúng ta sẽ chỉnh các cái tham số này, như cơ bản đây là những cái mặt kích cỡ. Thế còn cái còn phần là cái này chúng ta giả sử ta để từ một, còn thế được không? Không được. Đấy, về mặt kích cỡ chúng ta có thể điều chỉnh kích cỡ làm sao để cho nó phù hợp với cái mong muốn của chúng ta, đúng không? Rồi, thậm chí là chúng ta có thể thay đổi màu sắc cho nó, đúng không? Màu sắc cho nó cũng được. Thì chúng ta thích màu sắc thì ta chọn đây, màu đỏ, màu xanh, màu tím vàng thì đấy, đúng không? Ví dụ thế. Ok, đấy là về cái vấn đề mặc định như thế nhé, trông này kinh quá. Đây đây rồi. Rồi như vậy ta đã có một cái hiệu ứng. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái hiệu ứng này, chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ dùng một cái prefab để ta xử lý, đúng không? Như vậy sẽ kéo cái hiệu ứng này vào đây, kéo hiệu ứng này vào đây. Bạn có thể đổi tên đúng không? Là hiệu ứng chẳng hạn, kéo hiệu ứng này vào đây. Bây giờ ta và xóa nó đi. Như vậy ta có một hiệu ứng rồi, đúng không? Thế bây giờ ta sẽ code cái hiệu ứng đấy, đó. Code hiệu ứng đấy để là khi va chạm thì nó sẽ sinh ra cái gì. Thì lúc này bạn sẽ mở cái code của cái player ra. Thế là cái này. Rồi, bây giờ bạn sẽ gọi em một cái hiệu ứng, đúng không? Chúng ta sẽ khai báo này. Public game object, bạn sẽ ghi là ứng. Rồi đấy, chúng ta khai báo hiệu ứng. Thế thì trường hợp mà va chạm với tiền thì chúng ta cũng gọi hiệu ứng, và va chạm với cái gì thì chúng ta cũng gọi hiệu ứng, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ sửa chỗ này, trường hợp này đúng không, chúng ta sẽ gọi hiệu ứng này, destroy rồi
ta họ gọi hiệu ứng luôn đúng không? Tách xong rồi ta gọi hiệu ứng này. Đúng không? Chúng ta sẽ có game object đúng nhỉ? G O P đúng không? Thì sẽ bằng là instance truyền vào đây cái hiệu ứng. Thấy chưa? Và chúng ta sẽ cho nó xóa đi trong một khoảng thời gian nào đấy như vậy. Sau đó chúng ta sẽ họ xóa cái đấy đi. Nghĩa là ta sẽ có này destroy cái GOB trong thời gian là 3 giây chẳng hạn. Tuy nhiên là cái chỗ này thì chúng ta nên đặt theo kiểu như thế này. Đây là hiệu ứng này, đối tượng hiệu ứng rồi, nhưng chúng ta nên truyền theo kiểu dạng vị trí, ta cập nhật vị trí cho nó. Như vậy anh ta sẽ có game object là vị trí này chấm transform cập nhật vị trí chấm position. Và chúng ta sẽ lấy cái xác định vị trí, nghĩa là pattern điền chấm đi đen hỗ trợ này đi có lỗi không? Pattern điền như vậy ta cập nhật cả vị trí cho nó đúng không? Đây là cập nhật vị trí này và đây là xác định cái vị trí đấy đúng không? Ok chưa? Rồi, ra sang đây xem có lỗi không? Nếu không lỗi là được, còn lỗi thì ta sẽ kiểm tra lại. Rồi, ta chạy thử nhé. Lỗi gì này? Không? Cứ sai gì? Báo xanh không chứa cái đen identity sai lỗi chưa đã hết lỗi rồi cả chữ F đọc cả chữ F đấy thế nhỉ. À, chúng ta chưa chưa cấu hình cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ phải cấu hình cho cái hiệu ứng đấy là nó gắn với thằng nào đúng không? Như vậy chúng ta sẽ còn phải có cái thao tác là gì? File view by ID đúng không? File view by ID. Như vậy các bạn nhìn ở đây, bạn nhìn thấy cái player này nó sẽ có một cái nó thiếu của chúng ta mất cái hiệu ứng thì có này. Bạn phải tìm đúng hiệu ứng đấy đúng không? Tìm đây này. Tìm hiệu ứng này. Ta tìm trong phần asset này. Tìm trong phần hiệu ứng. Như vậy ta đã có hiệu ứng rồi. Gắn hiệu ứng vào hiệu ứng này. Đây chính là thao tác file view by ID bằng đồ họa. Tôi đã hướng dẫn bạn rất nhiều cách chúng ta file view by ID đúng không? Đây cũng là một cách. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ va chạm này. Thấy không? Hiệu chứng chưa? Rồi 3 giây biến mất này. Va chạm này. 3 giây biến mất này. Va chạm. Đấy hết rồi. Va chạm này. Đúng ở vị trí rồi đúng không? Va chạm này đúng không? Va chạm đấy thấy chưa? À đây nó biến mất không? Nhưng mà mới chỉ va chạm khi ăn điểm cái đấy thôi. Bây giờ bạn lại tạo một cái va chạm mà với thằng kia thì sao? Thì bạn lại có thể bạn thích tạo một cái hiệu ứng đổ máu khác cũng được đúng không? Thì chúng ta lại tạo một cái particle system khác. Thôi rồi, cái đấy chung cũng được, chả cần đâu. Thì có thể bạn sẽ tạo một cái particle system khác. Ví dụ như chúng ta sẽ tạo này.
hiệu ứng đổ máu nhá, cũng thế. Effect này, particle system này, đây là ta có rename là hiệu ứng một rồi, ta nhập vào đây không 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 đúng không, đổ vào đây thành hiệu ứng đổ máu đúng không? Ăn thì đổ máu. Chúng ta sẽ có cái start size đây, nếu mà cái thời gian bạn sẽ cho ngắn đi, ví dụ một năm đi. Tốc độ thấp thôi nha. Nhìn giống đổ máu đúng không? Đấy, kinh quá. Chúng ta có thể cấu hình như nào để cho nó phù hợp nhé. Thế rồi đúng không? Rồi, ok, thế được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo cái hiệu này vào đây. Vào cái polypath này. Và kéo hiệu này vào. Là hiệu ứng 1. Hiệu ứng là để dành để va chạm với thằng kia đúng không? Như vậy lúc này bạn sẽ phải thực hiện thêm một cái nhiệm vụ nữa là chúng ta khai báo. Hai hiệu ứng này khác nhau nhé. Vì vậy chúng ta sẽ phải khai báo thêm một cái hiệu ứng nữa là hiệu ứng 1. Ứng 1. Đúng là hiệu ứng 1 đấy. Nó sẽ hiển thị ở đây này. Chúng ta lại khai value đi một lần nữa. Hiệu ứng 1 này ta xóa đi này. Các bạn nhìn đây, chúng ta lại có một cái file view by đi một lần nữa, tức là thiếu hiệu ứng một này, tìm đến hiệu ứng, đây là hiệu ứng một, chọn phần asset chọn hiệu ứng một nhé. Bây giờ sang bên code, chúng ta cũng copy đoạn này, copy cái đoạn là đoạn này này, gọi hiệu ứng đây đúng không, đây cũng gọi hiệu ứng. Nhưng chúng ta không dùng cái rồi thế không, chúng ta sẽ dùng hiệu ứng một nhé, va chạm với chướng ngại vật chúng ta gọi hiệu ứng một lên đúng không, ta cho 2 giây thôi, ta chạy thử. Đấy, ăn này có hiệu ứng này, ứng này thằng này là hiệu ứng đỏ luôn, đỏ luôn chết luôn đúng không. Hiệu ứng nó có nhiều hiệu ứng đẹp lắm, nhưng mà hiệu ứng đẹp thì bạn phải mua. Ở đây chúng ta đồ miễn phí thì chỉ thế thôi. Ok, như vậy là nếu va chạm vào quái vật thì nó sẽ hiển thị cái hiệu ứng đỏ, còn va chạm vào cái coin thì hiển thị hiệu ứng trắng. Đấy, đổ máu đấy đúng không, ý là như vậy rồi. Ok,